Luật sư nói gì về việc Nam Em và Quế Vân lên livestream mở đại hội bóc phốt showbiz? Ngày 18 tháng 2, mạng xã hội xôn xao trước màn livestream của Nam Em và Quế Vân khi liên tục chia sẻ những thông tin gây sốc, chưa được kiểm chứng trong giới showbiz. Cụ thể, Nam Em tố một ngọc nữ Vbiz là trùm sử dụng chất kích thích, sẵn sàng hạ thấp danh dự bản thân để kiếm tiền. Còn Quế Vân chỉ trích một ngôi sao hạng A vô ơn, từng phản bội bạn gái. Cô cho biết từng tài trợ cho người này tiền làm răng, nhưng đến khi ngỏ ý nhờ vào ngược lại, nam ca sĩ này chỉ đọc tin nhắn mà không thèm trả lời. Dù mạng xã hội bóc phốt showbiz nhưng Nam Em và Quế Vân không nhắc tên cụ thể các đồng nghiệp mà nói ẩn danh, tên viết tắt chữ cái đầu. Trong một phiên live, Quế Vân nói, chơi mạng xã hội là phải biết chơi. Ai hiểu thì hiểu, không hiểu thì thôi, khi nào cần nói thẳng thì nhân vật ấy phải như thế nào. Trong buổi nói chuyện chẳng lẽ mình lại mang cả họ người ta lên hết, từ từ đi, ai va vào tôi đi thì tôi mới thẳng được. Đứa nào có tật thì đứa đó giật mình, bọn nào giật mình thì đau tim. Trong livestream, Nam Em và Quế Vân cũng chỉ tung thông tin và không đưa ra bằng chứng xác thực nên lập tức khiến nhiều khán giả khó chịu. Ngoài ra, nhiều nghệ sĩ lập tức bị gọi tên vào các thị phi, gây ảnh hưởng không nhỏ tới danh tiếng. Trả lời vấn đề này trên Phụ Nữ Mới, luật sư Nguyễn Quốc Cường, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn Infinity Việt Nam, nêu ý kiến về trường hợp này, luật pháp rất khó can thiệp vì những người này chỉ nói vu vơ, không nêu đích danh. Tuy nhiên, trong trường hợp các hành vi ám chỉ đó khiến mọi người đều có thể hiểu được nhân vật được nhắc đến trong câu chuyện là ai, thì vẫn có thể có khả năng xử lý được. Những người bị ảnh hưởng trực tiếp có quyền kiện và yêu cầu thu hồi những đoạn thông tin đó trên mạng xã hội, cũng như công khai xin lỗi. Luật sư cho biết thêm, trong trường hợp các thông tin trên mạng này gây nhiễu loạn xã hội, các cơ quan chức năng có thể vào cuộc can thiệp và xử phạt hành chính. Nếu các hành vi đó được lặp lại nhiều lần, những người tung tin thất thiệt còn có nguy cơ bị truy tố hình sự như trường hợp của bà Phương Hằng trước đây. Trước đó, Nam Em liên tục gây sốc ở các phiên livestream trên mạng xã hội khiến cộng đồng mạng tò mò, tranh cãi. Chẳng hạn như ngày 17 tháng 2, người đẹp có phát biểu gây tranh cãi về chuyện người đẹp gặp đại gia trong showbiz, thử khui hết showbiz đi, có người nào không gặp đại gia thì tôi đi bằng đầu. Ai cũng gặp đại gia hết, chẳng qua là không bị khui thôi. Khui ra là không ai đứng được hết. Quần quần áo áo hàng hiệu, ở đâu ra? Showbiz trả tiền đâu có cao đâu mà quần quần áo áo đồ hiệu. Không có bông hoa tuyết nào hết. Đừng quên theo dõi New 24 giờ sao Việt để cập nhật những thông tin mới nhất.